Hello hello, rất vui được gặp lại quý chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Đông Hiệp thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà dạng biệt thự góc hai mặt tiền, rất là đẹp nha. Căn biệt thự này có diện tích là chiều ngang 13m, chiều dài là 22m, có hướng Tây Bắc, góc hai mặt tiền. Mình có thể mua về vừa sửa sang ở làm biệt thự, vừa mở quán cà phê. Ở đây là góc hai mặt tiền, đường thông thoáng này. Bên đây là con đường rộng 5m và đường trước nhà là con đường rộng 8m. Phía trước nhà mình là một con đường rất là lớn nhá. Em sẽ quay trong đây một xíu, em ra quay con đường cho quý vị mình xem. Ở đây mình mua ở, vừa mở văn phòng công ty, mở quán cà phê rất là đẹp. Đây có view sân vườn cực đẹp luôn nhá. View sân vườn này, đường rộng thông thoáng. Căn nhà này được chủ nhà đúc 1 trệt 2 lầu, trên cùng chủ nhà lập ngói. View sân vườn, sân vườn chủ nhà có trồng sơ ri, trồng lộc vừng, trồng sung, trồng dừa. Đây rất là đẹp nha. Vị trí hai mặt tiền. Bây giờ em sẽ ra quay con đường cho quý vị mình xem nhé. Đường rất là sung. Nhà này cách đường chỉ tầm 50m thôi. Đây là con đường gần căn nhà này. Vị trí con đường ngay ngã tư Chiêu Liêu. Đường thông thoáng, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Đường xe lưu thông tấp nập nhé. Đây. Từ đây di chuyển đi thành phố Thủ Đức hết tầm khoảng 3 đến 4 km, di chuyển đi trung tâm quận nhất hết tầm khoảng 20 km nhé. Gần với trung tâm hành chính Di An, gần ngã tư Chiêu Liêu, gần với ngã ba Cây Điệp. Từ vị trí này đi ngã ba Cây Điệp hết tầm khoảng 2 km. Quý anh chị có nhu cầu đi xem căn nhà này, hẹn gặp em ở ngã ba Cây Điệp, em sẽ dẫn cho xem nhé. Đường này ra ngã ba Cây Điệp này. Đây là lối vào của căn nhà mình. Bây giờ mình sẽ vào trong tham quan chi tiết căn nhà nhé. Nhà 1 trệt 1 lầu, trên cùng chủ nhà lập ngói Thái, vị trí hai mặt tiền rất là đẹp. Ngang 13, sâu 22. Tổng diện tích là 284m², thổ cư là 222m. Thổ cư có 3 số 2 rất là đẹp nha. View sân này, vị trí rất là đẹp. Mình có thể mở quán cà phê, sân vườn tuyệt vời luôn. Vị trí căn nhà này, đây đường phía trước đây. Bây giờ mình cùng vào trong tham quan nhé. Phía trước mặt chính đây mình có view sân ở đây này. Mình có kê ghế đá đây. Ở đây có cây sơ ri nhé. Phía sau căn nhà mình có một lối đi xung quanh căn nhà tầm khoảng 1m để chủ nhà chỗ cửa sổ ra bên hông này. Phía trước này mình về có thể trồng cây hoa đây nhá. Đây. Nhà hơi cũ, quý vị mình mua về cải tạo làm vừa ở, vừa làm cà phê sân vườn, vừa làm xưởng làm kho. Từ vị trí này di chuyển đi ngã ba Cây Điệp hết tầm khoảng 2 km. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, alo cho em, hẹn gặp em ở ngã ba Cây Điệp, em sẽ dẫn xem nhé. Cây lục vừng rất là to này. Đây có cây dừa và cây sung. Cây sung này tầm khoảng 20 năm nhé, hoặc hơn 20 năm. Vị trí này mình mở cà phê sân vườn là tuyệt vời luôn. Cái cuối đây có cây mận này. Nhà rất là đẹp. Bây giờ em sẽ vào trong quay căn nhà ở trong. Nhà hơi cũ, quý vị mua về mình sửa chữa lại ở rất là đẹp nha. Dạng biệt thự hai mặt tiền. Quý vị nhìn lại mặt tiền căn nhà một lần nữa này. Vị trí rất là đẹp nha. Cửa chính đây là cửa inox kết hợp với kiến cường lực
Đây là không gian phòng khách căn nhà này. Bên hông có 3 cửa sổ và một cửa đi ở cuối. Nhà thông thoáng nhé. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này thuộc phường Tân Đông Hiệp, thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, gần với ngã tư Chiêu Lưu, gần với ngã ba Cây Điệp. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ở ngã ba Cây Điệp hoặc ngã tư Chiêu Lưu. Alo cho em sẽ dẫn vào xem nhé. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 10 tỷ, còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà. Tổng diện tích của căn nhà này là 284 m², thổ cư là 222 m². Nhà rất là đẹp, view mở cà phê sân vườn, vị trí này rất là đông nha. Ở dưới có một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và đây là phòng bếp rộng rãi này. Đây phòng bếp nhé. Bên đây có cửa sổ hai lớp và cửa đi bên đây được chủ nhà làm bằng cửa inox rất là đẹp này. Đây có dàn tủ bằng gỗ căm xe, mình chỉ việc lau chùi lại là sử dụng ok rồi. Vị trí rất là đẹp nha. Trên cùng lập ngói Thái. Bên hông đây là một lối đi rộng tầm hơn 1 m chạy xung quanh căn nhà. Bây giờ mời quý vị mình lên trên để mình tham quan lầu trên nhé. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà mình đăng lên để cho quý vị xem tham khảo nhé. Em có quay mẫu nhà mới, mẫu nhà cũ. Mẫu nhà cũ quay thì nhìn có vẻ không có đẹp hơn. Quý anh chị xem để có nhà mới nhà cũ, các anh chị đừng có ném đá em nhé. Nhà chính chủ người ta gửi, sao em quay vậy, quay mình nhà đẹp không thì sẽ không có nhà cũ. Thì một số anh chị yêu cầu quay nhà cũ hoặc nhà cấp 4 lên cho quý vị xem. Lầu trên này, ở đây mình có phòng sinh hoạt chung. Ở đây mình có thể kê bàn ghế sofa hoặc kê bàn ghế học tập ở đây. Ở đây mình có phòng ngủ thứ hai. Trên đây hai phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn. Phòng vệ sinh này có cửa sau này, cửa sổ sau rất là mát nhé. Phòng ngủ này rộng rãi, tầm khoảng gần 20 m². Có cửa lùa bên hông thoáng mát. Chủ nhà làm hai lớp cửa nhé. Ưng nhất là view sân vườn, mở quán cà phê. Mình sang phòng ngủ thứ hai. Giá 10 tỷ cho căn nhà gần 300 m² như thế này. Phòng ngủ rất là rộng nha. Quý vị về sơn lại, thay rèm là có thể ở được rồi. Phòng vệ sinh thứ ba. Đây có cửa sổ bên hông này. Hệ thống cửa nhà này đều là cửa inox nhé. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.